cho mọi người coi đây là cái điểm sắm mà họ ở bên Mỹ này á mọi người. Đi ăn điểm sắm thì họ có những chiếc xe họ đại tới và những cái món là mình chỉ nha. Mình muốn ăn món gì thì mình chỉ nha. Đó, lát sách sườn quá trời luôn. Wow. Ricky xin chào tất cả mọi người nha. Bây giờ sáng ngày hôm nay là Ricky đang ở bên Philadelphia. Bây giờ gia đình đi ăn sáng ở bên này. Đây là một cái tiểu bang mà Ricky lần đầu tiên bước chân tới đây nha. Và bây giờ đang đi qua cái cầu nha. Ở bên kia là downtown mọi người. Wow. Đó. Bên kia là New Jersey, ngoài cái cầu kia New Jersey. Yeah, bên đó. 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 Wow, mọi người thấy không? Cái cầu này chắc cũng dài được hơn cây số không? Wow, mọi người thấy chưa? Đây cái cầu này bằng sắt nha. Ở trên thêm một tầng nữa phải không? Ở dưới. Ở trên này. Trên này giống thêm một tầng nữa. Đường ở trên. Lên ở bên phía bên này là downtown nha của Philadelphia. Thì ở đây một cái thành phố cực kỳ là lớn nha, cũng nhất nhì của tiểu bang nước Mỹ nha mọi người. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi tham quan khám phá ở bên Philadelphia này nha. Đó, ở đằng trước kia là cái sân vận động, sân football của Mỹ nha. Cái sân này mà khi mà các game thì đường này là bị nghẹt luôn đó mọi người. Đó, sân đây là đấu football này. Đó, lớn lắm. Đó, mọi người thấy chưa? Đó. Wow. Đó, đây, hiện tại sáng ngày cảnh sát đang... hôm nay chắc có... Ờ, đúng rồi. Hôm nay là Chủ nhật là football này. Đó, mọi người thấy chưa? Wow, sân football này. Hôm nay là có game nha. Bây giờ cảnh sát rồi đứng đây, đứng đầy đường luôn. Tối nay là có game. Còn đây là cầu kia, cầu New Jersey, cầu 5 đồng. Đó, cũng dài lắm anh. Yeah. Tại kia lận. Hôm nay mình đưa mọi người đi tham quan nha. Wow, đây là lần đầu tiên mình tới đây, đặt chân tới đây nha. Có những gì hay mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem. Thì hôm nay mình đi ăn trước nha, rồi mình sẽ đi dạo khu chợ Việt Nam ở đây. Ở đây tới hai chợ luôn. Chợ Hồng Vương với lại chợ Đông Phương. Mình đi dạo coi ở đây người Việt ở đây họ sống như thế nào nha, và mình sẽ quay trực tiếp ở tiểu bang Philadelphia này mọi người. Thì những người homeless là những người vô gia cư cũng khá là nhiều nha, và những người nghiện thuốc đồ cũng rất là nhiều. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ có những cái chương trình mình đi, nếu mà có thời gian mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Ok, đây là bây giờ mình sẽ có tiền để cho cái ông này, người họ đứng xin tiền này mọi người. Đó. Rồi. Thì ông nói thấy cũng rất là tội nghiệp nha. Mình đã ghé vô tới chỗ ăn điểm sắm, ăn sáng ngày hôm nay trước đã. Tại vì mình ở đây cũng được 2 ngày, cũng rất có rất là nhiều chương trình nha. Ricky đang tới khu đây là khu Việt Nam nha. Người Việt Nam, người Tàu đồ họ làm ăn ở đây. Bây giờ gia đình đi ăn nha mọi người. Hiện tại mình đang tới cái khu đây là người Á Châu mình nha. Làm ăn ở nơi này. Đó, mỗi cái văn phòng, cứ mỗi ô vậy là có một cái business khác nhau. Nhà hàng đồ, bán nước uống rồi không. Mọi người bây giờ đây là nhà hàng đang ăn uống này. Đây là cái chỗ điểm sắm nha mọi người. Đó, mọi người thấy nguyên cái khu này là đa số là Việt Nam với Tàu. Rất là nhiều. Ủa, nhìn người quen à. Hello. Ủa, gặp người quen nha. Đi à. Đó, đây đang cậu Nam đang gặp người quen nha. Người yêu cũ hả? Ồ, ok ok. Có chồng gì chưa? Em có chồng gì chưa? Hả?
vẫn còn đợi anh Năm hả? Ờ, đó người quen nha. Đây, thế giới này rất là nhỏ nha, đi đâu cũng đó lại gặp nữa. Ô, trời ơi, vui chưa? Có quen anh không? À, không quen anh luôn. Bây giờ đây là cái tiệm điểm sắm nha. Thì bây giờ mình đi vô bên trong. Ui trời. Ồ, tiệm này điểm sắm cực kỳ là lớn nha. Lần đầu tiên mình tới đây. Ồ. Để mình vô mình quay cho mọi người. Wow. Đó, rất là lớn nha mọi người. Nhìn rất là sang trọng. Hả? Vô trong này hả? Ok. Wow. Bên kia đó, bên trai đứng không? Bên kia đó. Ok, ok. Điểm điểm sắm này cực kỳ lớn nè mọi người, mình thấy chưa? Trong đây họ có tổ chức những sự kiện đám cưới, đám hỏi rồi ở đây nha. Cực kỳ là lớn. Và đây gia đình mình đang có bàn đây, chắc mình phải ngồi hai bàn chứ một bàn không đủ đâu. Ồ. Lần đầu tiên mình thấy nhà hàng ở bên Mỹ này rất là lớn nha. Đây nhà hàng tàu nha mọi người. Trong này họ có bán đồ ăn điểm sắm, đồ và đồ ăn trưa và tối nha. Đó. Đây, mình cho mọi người coi đây là cái điểm sắm mà họ ở bên Mỹ này mọi người. Đi ăn điểm sắm thì họ có những chiếc xe họ đợi tới và những cái món là mình chỉ nha. Mình muốn ăn món gì thì mình chỉ nha. Đó, lách sách, sườn quá trời luôn. Wow. Nhìn hấp dẫn chưa? Đó, thêm một chiếc xe nữa. Nó là tiếng tàu thôi, mình chả hiểu luôn. Wow, good, good food. You want it? Dạ, dạ, go with it. Yeah. Đó, thì cái cách điểm sắm ở bên Mỹ mọi người. Mọi người thấy đây là cái cách họ service nha. Họ đẩy ra những chiếc xe giống như này. Mình thích ăn những cái món gì thì mình sẽ chỉ họ đem tới cho mình. Đó, đây là nguyên cái bàn của mình đang gọi nè. Những món hấp dẫn chưa? Úi trời ơi. Bây giờ mình mới tới nha. Gia đình bây giờ chuẩn bị để chiêu đồ ra nè. Ở đây là điểm sắm của ngày hôm nay nha. David nói là đồ ăn đây là bao ngon luôn. Bây giờ trước tiên á là mình phải ăn trước. Rồi có những gì hay thì mình sẽ quay tiếp tục cho mọi người xem. Ủa, con của ai vậy em? Con em hả? Đi đâu cũng có con hết vậy? Con mà rơi rớt luôn hả? Ui, trời ơi, hôm nay đại gia đình bạn bè gặp mặt ở đây rất là vui nha. Wow. Đây là đồ ăn cũng kêu ra quá trời luôn nè. Ồ, đây là ba mẹ luôn. Ủa, có gì đại diện ngày hôm nay nha. Gì hôm nay đại diện cho họ đàn gái nha. Nãy giờ Ricky vô đây là lần đầu tiên nha. Mình thấy đồ ăn đây mình rất là thích. Đồ ăn cực kỳ là nhiều món. Và mình tới đây là lần đầu tiên mình thấy, cảm thấy ở đây đồ ăn là rất là phong phú nha. Mọi thứ đồ ăn rất là ngon. Đại gia đình của mình bên này ăn được không? Được. Ui, hôm nay nhờ anh chị tới đây vui được ngồi bàn chung ăn. Dạ. Dạ dạ dạ. Cảm ơn hai bác tiếp đãi nồng nhiệt nha. Dạ. Hai vợ chồng già rồi già đâu. Ủa đây cái món gì mà nhìn nó hấp dẫn quá này. Món xào. Mì hả? Mì xào. Wow, đồ ăn cũng quá trời nha mọi người. Ui. Bây giờ ai cũng háo hức ăn nha, những cái món ăn ở nơi này. Khám phá bên Philadelphia.
Đây là hai tô phá lấu này của người Tàu nấu nha, của đang trong điểm sắm này. Ồ, mọi người thấy chưa, đã chưa? Wow, yummy. Ok, nãy giờ gia đình ăn uống xong nha, bây giờ mình đi mời mọi người đi dạo qua bên chợ Việt Nam. Có gì tới đó mình sẽ quay tiếp tục thôi chưa. Bên Mỹ đi ăn tất cả mọi cái nhà hàng nào mà nếu mình ăn không hết, mình có thể xin cái hộp và mình có thể mang về nhà nha. Đó. Bây giờ gia đình mình mới ăn xong nha. Thì bây giờ mình đưa mọi người đi qua chợ Việt Nam để dạo bên đó mua một ít đồ này. Và bên đấy mình có cái gì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Đây là cái chợ, đây là nhà hàng điểm sắm nha. Ở khu vực này mới bước vô nè. Nhìn cũng rất là sang trọng nha. Có mọi người mới đi ăn ra đây, toàn là người Việt Nam, người Tàu đồ rất là đông nha. Ui giời ơi. Đây vừa rồi gia đình mới ăn điểm sắm xong nha. Bây giờ mình ghé qua bên đây là chợ, khu vực chợ Việt Nam này, thì để mình vô bên trong mình quay một vòng cho mọi người xem người Việt và người Tàu sống ở đây họ bán những gì trong này nha. Cũng là những đồ ăn quen thuộc thôi. Đó. Anh mua đồ cũ đi. Thì đó, đây là những đồ trong chợ này. Ủa đây là có mứt luôn nha mọi người. Đó, mứt, gừng, đồ, đầy đủ loại mứt sắp Tết tới rồi. Đó. Wow. Đây là hồng giòn nha mọi người. Những đồ trái cây cũng không thiếu gì nha. Và đây những trái xoài Việt Nam này. Đó. Wow, trái xoài này thì bự luôn. Đây rau quả đồ, ớt đồ. Mấy cái ớt này nó không có cây nha. Ớt bự này không cây nha. Ớt này có thể cây sơ sơ thôi. Ớt này loại ớt này mình lần đầu tiên mới thấy nha. Nó dài dữ vậy. Ớt cây á, ớt nó cây đó. Ớt này thì cũng cây này, nhưng mà ớt này nó không cây nha. Ớt này là giống như nó ngọt thôi. Xào với thịt bò đồ đó mọi người. Ở bên Mỹ thì cũng không thiếu gì mọi người. Đây là bầu nè. Bầu của Việt Nam. Và đây là đu đủ nha. Đó, đu đủ còn sống, tươi. Giờ có cua nha, cua Canada mọi người. Giống như mà cua đá bên Việt Nam vậy đó. Con nó cực kỳ là bự nha. Ui. Còn sống ở trong hồ vớt ra nè. Wow. Đó mọi người. Ở bên Mỹ này ăn cua không thiếu gì nha. Dạ, cua Canada. Nó bự bự giống như mà cua đá bên Việt Nam á. Chơi okay. 6 con. Wow. Ở đằng trước đây, trong khu vực này thì seafood nha. Và có cá, tôm, rồi tôm hùm, cua rồi ở nơi này. Và phía bên này là những đồ bánh, đồ đầy đủ. Cái này mua giờ là hấp ăn thôi nha. Những bánh họ làm sẵn rồi đó mọi người. Rất là nhiều đồ nha. Đó. Thì Ricky cũng công nhận là người Việt mình rất là giỏi. Từ hai bàn tay trắng mà qua bên Mỹ này làm ăn và tạo lên sự nghiệp có một cái chợ cực kỳ lớn giống như thế này. Mình rất là căm phục nha, người Việt mình rất là giỏi nha. Ở mọi nơi, ở đâu cũng có người Việt làm ăn rất là thành công nha, ở trên đất nước Mỹ này. Đặc biệt là người Việt sống ở bên Mỹ này vẫn ăn cơm như bên Việt Nam nha mọi người. Hồi xưa thì mình ở bên Việt Nam thì giống như mọi người nói là qua đây làm gì có cơm mà đỡ ăn nha. Thật sự ra ở đây
gạo đồ không có thiếu gì nha. Đó, đây những đây là những cái bao gạo họ làm sẵn sàng. Đó, một bịch giờ là có thể 25 pound hoặc là 50 pound nha. Đủ các loại gạo nha. Và gạo ở đây cực kỳ là ngon. Đó, mọi người thấy không? Đây rất là cực kỳ là ngon để họ nhập qua bên Mỹ này bán cho người Việt ở bên này nha. Không thiếu gì nha mọi người. Hôm nay cuối tuần thì mọi người ai cũng đổ ra đi chợ nha, để mua đồ ăn. Đây là vô trong cái khu vực này là toàn là nước tương nha, đầy đủ các loại nước tương, có nước tương xì dầu đồ quá là trời nha, và những tương ớt xì dầu đồ ở đây nha mọi người. Đó, bây giờ trong chợ mới ra nha, bây giờ mình vô chỗ tiệm bamboo. Đây là bên trong tiệm bamboo, thì đây có những thức uống chè này và nước uống giải khát ở đây nha, nhìn nó cũng rất là đơn giản. Bây giờ đang đỡ lấy order 10 ly nước mía, 10 ly chè ba màu thực cẩm. Ở trong đây vô bà chủ này, bà cho, bà không tính tiền nha, rất là dễ thương. Chủ cho không tính tiền. Cảm ơn bà chủ nha. Bye bye.